Hello, xin chào mọi người. Hiện tại thì mình đang ở rank chuỗi và thắng hai trận, thua hai trận. Bây giờ trận này là trận quyết định. Thua thì sẽ về với mức đầu tiên và phải cày lại. Còn nếu mà thắng thì chúng ta sẽ được lên mức tiếp theo. Khám lắm. Rank mới mà. Cái gì nó cũng khó thôi. Rank cũ thì cũng khó. Rank mới nó còn khó hơn. Lắm thế hả rồi. Chúng ta sẽ cùng gặp clan nào đây? BN Star hay lắm DM. Có thiên nhiên BN Mr. A level cao đấy, cảnh giác vào thì nhìn đấy có lẽ là gánh cả team. Đừng đùa, hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu M4 Predator, M4 quái thú vô hình, anh em hay gọi nó là như thế. Ok, cây này thì bắn rất là mạnh, tuy là so sánh trong cái chỉ số thì đam nó không bằng mấy khẩu M4, nó cũng bằng mấy cái khẩu M4 VIP khác, nhưng so với thực tế thì nó khác hoàn toàn, tại vì khẩu này nó rất là mạnh. Đấy, bình tĩnh, xem nào. Thằng nào dám lấp ló vào cái đường B. Hầm B là chắc chắn là không có thằng nào rồi. Khó con lắm. Trừ phi mà Snip đưa xuống thì chịu. Không có thằng nào vào đây, chắc là ở trên A hết rồi. Chắc chắn là bọn này nó đi vào A hoặc mid hết rồi. Thế luôn. À, để. Ơn rồi, bạn đây rồi. Hay lắm, yếu rồi kìa, yếu rồi. Cho đáp nó quả bom. Đấy, bom rồng này. Ấy, thơm chưa? Đấy, hàng ngon thì mình mới để dành cho bạn ăn. Đấy, hàng cuối bắp thì... À, thấy thấy trong này rồi, thấy thấy trong này rồi. Này thì... Ôi, cái đi mới. Thế mèo nào. Thiếu một giây nữa thôi là mình liếm được cái thằng... cái kim của thằng kia rồi. Đèn thế à rồi. Tự dưng có thằng mốc với sao nhỉ? Mình không ngờ là vẫn có thằng đi B. Dã man thật. Bọn này bắn được đấy, trăm hay không bằng một hên. Bắn cho hay lắm vào, cuối cùng cũng bị mốc. Không sao, chúng ta thả thính 2-3 trận đầu thôi. Những trận sau chúng ta sẽ cùng bắn tốt hơn. Đấy, thả thính là một cái điều không thể thiếu được trong C4. Đấy, người nào đớp thính thì cứ xác định là những trận sau thua liên hoàn. Đấy, nó đáp bom mà nó đặt bom ở B. Đâu rồi? Úi rồi. Lại lòi cái bản mặt ra thế kia thì không chết sao được. Đáp ngay quả flash nữa. Thì nhìn vào đâu bây giờ? Nó mù hai con mắt rồi. Một viên đi luôn. Ok, chúng ta sẽ cùng tiếp tục nào. Trận này bắn phải đàng hoàng một tí. Thế mẹo nào. Phích mạng vô duyên. Đấy, người ta đấy là chết vô. Chết ngáo đấy. Mình thì hay gọi bằng cái tên mỹ miều đó là chết vô duyên, còn anh em hay gọi là chết ngu. Ai để snip kìa, snip kìa, lói cái mặt ra xem nào. Đắp bom này. 78 tia này. Tin mệnh, mình biết rồi, biết là nó snip rồi. Thấy thấy cái mặt mà cầm cái súng mà cứ cứ vẻ mặt ngây thơ chĩa chĩa súng vào như thế là mình biết là nó là cầm sniper rồi. Đến thế cứ tưởng là nghĩ là mình ăn được nó, tại vì mình bắn mất một tí tiết rồi, nó lòi ra là có khi là mình giết được. Thế mèo là đời nó không như mơ. Thôi không sao, thả thính mà đi mệnh. 2-3 trận đầu chưa ăn thua là gì, mà trận trước thì tụi mình hơn mà, lo gì. Rồi nó cân tận hai thằng luôn kìa, ghê nhở. Bây giờ sẽ là tình huống 1v4, không sao. Bây giờ bạn thua thì những trận sau tụi mình sẽ bắn tốt hơn, không sao, bình tĩnh. Thế như này như là ở clan begin chắc là bắn cũng được rồi, chắc là đợi hết giờ thôi, không cần phải xoắn lên làm gì và fit làm gì cho nó tốn mạng. Thấy nó uổng kill die lắm, không nên fit mạng những cái pha như này. Đợi hết giờ là thượng sách đấy anh em. Nếu mà nhắm không kênh được thì không cân được mấy thằng kia thì tốt nhất là cũng không nên lao lên làm cái gì. Đúng rồi, mình âm mạng, không lao lên làm cái gì cho nó âm mạng đấy thì nó sẽ tổn thất về kill die, nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Như mình đây bắn linh tinh lắm, cứ thích là lao bừa thôi, chả quan tâm đến kill die, quan trọng là chúng ta va chạm nhiều thì sẽ tốt hơn. Này thì ngu nguy hiểm này, cứ thích lao lên thôi à. Đây cũng sổ sờ nít, bố mày lại sợ mày quá đấy, thôi bắn nhử thôi té.
Bắn thế là nó hiểu hàng ngay rồi à? Biết là mình là ai? Ô, mày nghĩ gì? Ăn tôi à? Đùa. Đâu rồi? Để xem nó còn đâm cái màn vào không. Mình bắn nhử thôi, bắn để cho nó biết mình là ai. Đấy. Nó sợ mình và nó sẽ không lao lên cái đường này. Một chút gì đó là cấu tiết. Để nó lao lên thì mình sẽ ăn nó dễ dàng hơn. Ở thì bên kia đục quà bom sai nhà hồi sinh nhà người ta. Mệnh chơi thế người ta sao chơi? Ui, chơi quắm vip vãi nồi. Cận chiến nó mới ghê. Đấy, chúng tôi gọi đấy là chất. Chất đến từng phát chém. Đâu rồi? Như mình thấy. Nãy mình thấy đâu đâu nhỉ? Mình nhanh nhanh quên quá, mình nãy mình lướt qua mình không biết ở đâu đâu rồi. Ơn rồi, bé đâu rồi? Để xem, hình như là chắc chắn là nằm trong bom sai B thôi. Nó không vào A thì chắc chắn là B. Bình tĩnh, tự tin, khoe cá tính. Đấy là cái tính cách của mình khi mà mình bắn C4. Đấy, còn zombie thì mình cứ hổ báo lao lên thôi. Từ từ xem nào. Bắn cái này đến đoạn chuỗi thì các bạn nên tìm những cái team mà đi cho nó chất. Tại vì đi một mình dễ thua lắm. Như thế thì cứ tụt hoài à, không lên, không thể lên rồi. Tại mình ghét cái đoạn chuỗi như này. Tại vì nó khó lên mà đi đi một mình thì không bao giờ được. Rồi, nó thành công đặt đặt bom rồi. Hay quá. Úi rồi. Cái gì đấy? Không thấy mặt mà mất kill, mất mất tiết này. Đùa thật đấy chứ. Chả nhẽ mạng mình lag à? Hay cả nồi. Ô ta này gỡ gỡ nhanh nhở. Thế mẹo là mình xuống trước nó không kịp gỡ. Em thì tin được. Vào đấy anh em thấy không ạ? Nó lướt qua. Nó chưa kịp lướt qua mặt mình mà mình mất tiết rồi. Thấy người ta hay gọi là cầm đèn chạy trước ô tô ấy. Mà có gì đó sai sai nhỉ. Thế mẹo là mồm đi trước mà người đi sau. Mồm nó thuộc dạng là nó tích ra khỏi con người rồi. Nó liếm là liếm trước mà. Ủa, nhìn thấy nhở. Thế mèo nào mình biết ngay là có thằng vào đây để canh me mình. À còn còn còn. Rồi. Rồi. Bắn cái gì đấy? Clan này như là cũng có gà. Đấy team này chắc là gà. Mình thấy thanh niên level 80 đâu rồi nhở? Mid giờ A. Mid giờ ơi. Kinh quá cơ. Đẹp đáp ngay quả flash. Nhưng cái quả đấy không che được cái tầm nhìn của mình. Nó phải gọi là mắt mình, nó phải gọi là nhìn xuyên thấu trong đêm. À đủ, biết ngay. Ơn giời. Level 80 đây rồi. Ghê quá đi à. Bạn cứ làm mình hết cả hồn. Mày phải cứ tưởng là gánh team cơ. Rồi team mình bắn hay quá. Thế này thì team người ta sấp mặt rồi. Thôi, chưa gì em đắp ngay quả bom chết một người. Rồi giết nhau kinh khủng tởm. Ở phía mid. Anh em mình lên la liếm mid thì tuyệt vời hơn nhỉ. Thế meo nào. Ui, phải bắn gì đấy. Từ từ thôi, đừng bắn làm cái gì. Cho nó động tính nó nghe tiếng bước chân, nó nghe tiếng súng thì thôi. Nó biết ngay là có người. Từ từ thế nào. Để xem bên team người ta còn hai người. Ủa, đây rồi. Này thì lướt đi đâu. Nãy nó nhảy lên mình cứ tưởng là team mình. Thế mèo là team người ta. Còn một người kìa. BN Ken. Hay lắm bạn ơi. Hình như bom ở mid hay sao ấy. Cái gì B yếu à. Ok B yếu. Cái điện mới. Mình thấy nó báo là hầm B ra mic yếu, yếu, mình cứ tưởng là nó yếu thật. Thế mèo nào. Thằng này cũng còn tận 7 ít tiết đấy. Chứ đừng đùa. Mình bắn sau 6 tiết mà có giết được nó đâu. Bọn này báo vớ vẩn nhở. Trốn lừa tình. Biết thế mình không lao vào đâu. Mà thằng đấy bắn cũng hên. Nó bắn vào sọ. Đấy. 120 không bằng một hên. Mình lao vào như thần mà cấu được có 66 tiết. Và đấy mà không bị hết sọt có khi lại mình ăn được nó. Nhưng mà mấy bọn này báo linh tinh quá. Thế nếu mà nó yếu máu thật thì có gì mình cũng ăn được.
Mình lao vào là mình liếm được luôn ấy. Nhưng không được. Anh em lại trôn mình. Đấy đấy đấy, đấy lòi lòi. Lòi cái súng ra làm cái gì? Mình biết là bạn hay đi hầm để móc rồi. Ơn rồi, mình đứng cây nãy giờ đây rồi. Ai hí hí. Kiểu gì nó cũng lao vào đường này, chắc là chỉ nó vào thôi. Còn đồng đội nó thì nó đi vào đường B, đường hẻm A hết. Và bịt ngay. Sấp mặt là có thật. Ok, mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.